nghiệp lành, được thọ sanh vào cõi an lành. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, và phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong đời vĩ lai. Sự sống của chúng sanh thật ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên lộ trình sanh tử ấy, chúng sanh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho hết khổ. Hết chúng sanh đã kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tất cả chư thiên. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cho hương linh Quỳnh Thị Truyện, pháp danh Diệu Tính. Mong hương linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được tăng phúc, tăng thọ, được an vui nơi nhàn cảnh lần thứ nhì, lần thứ ba. Dạ, mô Phật. Một lần nữa xin kính chào đạo tràng. Kevin thì đi vắng tí, bây giờ mời một vị lên thọ tam quy ngũ giới nha. Mình làm cho xong thủ tục rồi ạ. Rồi, kính mời một vị nào. Alo, alo ạ. Cảm ơn Hà. Dạ, con xin cảm ơn Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào ông Năm Bà Nam, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng tắc bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa ma yang phai te quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha bành cha si la ni ya cha ma du ti yam bi ma yang phai te quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha bành cha si la ni ya cha ma ti yam bi ma yang phành te quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô tất sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô tất sa bhagavato arahato samma sambuddhasa.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sangang Saranang Gacchami. Duti Chambi. Buddhang Saranang Gacchami. Duti Chambi. Dhammang Saranang Gacchami. Duti Chambi. Sangang Saranang Gacchami. Tati Chambi. Buddhang Saranang Gacchami. Tati Chambi. Dhammang Saranang Gacchami. Tati Chambi. Sangang Saranang Gacchami. Nam mô ta sa phai ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa phai ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa phai ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami. Dutiyambi Dhammang saranang gacchami. Dutiyambi Sanghang saranang gacchami. Tati jambi Buddhang saranang gacchami. Tati jambi Dhammang saranang gacchami. Tati jambi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang Panatipata Weramani Sikha Padang Samadhiyami Adinnadana Weramani Sikha Padang Samadhiyami Kama Sumicchacara Weramani Sikha Padang Samadhiyami Sura Musawada Weramani Sikha Padang Samadhiyami Sura meraya macappamadathana veramane sikha padang samadhiyami. Panatipata veramane sikha padang samadhiyami adinnadana Weramani sikha badang samadhiyami Kame sumicchacara Weramani sikha badang samadhiyami Musawada Weramani sikha badang samadhiyami Surame rajamaiccappamadat Thana Weramani Sikha Badang Samadhiyami Imani Pancha Sikha Badani Sadukang Kattwa Appamadena Nichakalang Samarakhi Thappang Silena sugatin janti, silena poka sampada, silena niputin janti, tasma silang viso thaye. Ama phành tê, dạ chúng con xin vâng. Dạ con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ con cũng cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamange na wandehang badabang sung varuttamang
Bụt thế vô kha li tô đô sô bụt thô kha ma thu tăng ma măng. Út ta măng ghê na quan đề hàng thăm mạnh cha đu vít hàng qua răng. Thăm mê vô kha li tô đô sô thăm mô kha ma thu tăng ma măng. Út ta măng ghê na quan đề hàng sang khánh cha đu vít hốt ta măng. Sang khê yo khali to do so sang khô khama tu tăng ma mang. Dạ, con kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báo ạ. Ba va tu sap pa mang ga lang rak khan tu sap pa đề va ta sap pa buddha nu ba we na sa da so thi ba wan tu te Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba dhamma nuva ve na sara sothi bhavan tu te Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba sangha nuva ve na sara sothi bhavan tu te Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nhân mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, tôi xin kính lễ tỳ kheo Pháp Thanh, tỳ kheo Pháp Trang và kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý vị thính Pháp được an vui. Dạ, mô Phật. Sa thu sa thu lành thay, dạ phần thọ trì tam quy ngũ giới và sám hối ba ngôi Tam Bảo đã hoàn tất. Con xin giao mic lại cho đạo tràng để tiếp tục chương trình ạ. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con đã thấy sư Pháp Thanh vào thì con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Thamma da sa na ya cha ya tha Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha Santi tha sa ta ba chất. Santi tha sa ta ba ra chất cha ca ti ca đề sê tu thầm mong anu cầm đi mong ba chân sát thầm ma phê vinh vi na dành cha ca dòng su tần cha bằng thầm a phi thầm ma chầm mong a cô ta dành tổ cha tu sa cha đành đằng bắp bồ tha này về ba vi xa ya mắt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính, dự pháp từ, đó là nhóm kỳ trần ngư, được nếm hương vị hữu vi nước bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa âm, ân phổ cập, đám mưa lành tưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn mi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ thưa sư, con thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ.
con xin trao mic cho sư thử âm thanh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính ảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học đến cái phần thứ ba trong cái tứ nhị túc. Thì cái phần thứ ba này là tâm như ý túc. Thì trước khi vào cái phần tâm thì xin nhắc lại hai cái chi pháp trước là dục như ý túc, tức là cái sự mong mỏi hoài bão trong cái vấn đề mà học tập nghiên cứu hay là thực hành các cái pháp. Rồi cái cần như ý túc, tức là cái sự tinh tấn nỗ lực chuyên cần là để mà vượt qua những cái chướng ngại khó khăn trong khi mà chúng ta học pháp, hành pháp. Thì bây giờ cái thứ ba đó gọi là tâm như ý túc, tức là ở đây á chỉ cho cái ý chí, cái ý chí, cái quyết tâm. Mà nếu mà nói ở trong các 10 pháp độ thì nó trở thành là cái quyết định. Trong 10 pháp độ thì nó là quyết định độ đó. Thành ra cái làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải có một cái ý chí, một cái quyết tâm thật là mạnh mẽ thì chúng ta sẽ đi đến cái sự thành công. Còn nếu mà cái chí ý chí của chúng ta không có mạnh mẽ, không có kiên cường ấy, thì chúng ta sẽ không vượt qua được những cái chướng ngại khi gặp mà những cái trở ngại đó. Nếu mà cái ý chí mình không mạnh mẽ thì sẽ làm cho mình lui sụp, không có thực hành nỗ lực. Thì cái gì hành giả mà muốn có được một cái ý chí mạnh mẽ đó thì sao? Chúng ta phải học hỏi, tìm hiểu để chúng ta thấy được, chúng ta phải thấy được những cái tai hại, những cái khổ đau do các cái ác bất thiện pháp như là tham dục, sân hận, si mê. Thì chính những cái ác bất thiện pháp này nó là cái nhân để đem đến cái khổ đau ngay trong cái đời sống hiện tại này. Rồi nó sẽ tiếp tục cho những cái hậu quả khổ đau khôn lường trong rất rất nhiều kiếp sống nữa. Cho nên khi mà chúng ta phân biệt, chúng ta thấy được cái nào là những cái điều tai hại, những cái điều khổ đau, thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta xa lánh. Rồi chúng ta thấy được cái gì, cái lợi ích của cái sự học pháp, hành pháp, sự tu tập, sự phát triển các cái pháp thiện, đưa đến những cái trạng thái tâm an tịnh. Rồi chính nhờ cái sự hiểu biết, chúng ta xa rời những cái sai lầm tà kiến mà đem đến một cái đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại. Và chính nhờ chúng ta thực hành những cái pháp thiện, gieo trồng những cái chủng tử thiện lành này mà chúng ta sẽ có được những cái đời sống an vui đó. Khi mà một cái vị hành giả chúng ta tìm hiểu rõ như vậy đó, là chúng ta có cái sự nỗ lực để mà củng cố cái ý chí, cái quyết tâm của mình mà thật mạnh mẽ, để mà trong khi tu tập đó, nó xảy ra những cái chướng ngại hay là những cái truyền cái nó ngăn che
cái sự nỗ lực tu tập của chúng ta. Mà cái vị hành giả khi mà chúng ta có cái ý chí cương quyết như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ có sự cố gắng, nỗ lực vượt qua để đạt đến những cái thành quả tốt đẹp. Thì quý vị nhớ là trong cái đêm mà thành đạo nghe, thì sau khi mà Bồ Tát đã thực hành nhiều những cái phương pháp, nhưng mà Bồ Tát quán sát là thấy những cái phương pháp đó nó không đem đến cái sự giải thoát, cho nên là sau khi mà được nàng Sujata dâng một mâm cung sữa, Bồ Tát đã thọ dụng rồi, một cái người cắt cỏ đã dâng cho Bồ Tát 6 cái lọn cỏ tranh, để Bồ Tát tạo thành cái bồ đòn để ngồi. Thì sau khi mà đã chuẩn bị một nội tâm an tịnh quân bình rồi đó, thì trước khi mà lên ngồi cái bồ đòn để nỗ lực để thực hành để đạt đến cái quả vị cao nhất, thì Bồ Tát đã phát nguyện cho dù máu có khô cạn, thân này có khô héo, hoặc là thịt xương có tan rã đi, nhưng mà nếu chưa chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác thì sẽ không rời khỏi cái bồ đòn này. Đó. Thì chính nhờ cái sự nỗ lực, cái quyết tâm mạnh mẽ này đó mà bắt đầu Bồ Tát chiến đấu với tất cả những cái phiền não, những cái triền cái, những cái lậu hoặc, những cái bất thiện ở trong nội tâm, Bồ Tát cảm thắng được ma vương, những cái đội binh ma đây đó chính là những cái phiền não ở chính trong nội tâm của chúng ta, hay là tham dục, sân hận, si mê. Chính nhờ cái quyết tâm mạnh mẽ này đó mà Bồ Tát đã chiến thắng vượt qua tất cả, rồi đi đến tận trừ những cái phiền não, Bồ Tát mới đạt đến từ những tầng thánh hữu học và đạt đến tầng thánh thứ tư, thánh lậu tận, và đạt đến cái quả vị cao tột nhất là chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta làm chúng ta làm bất cứ một công việc gì, nếu mà chúng ta không có cái ý chí cương quyết, thì khi mà đối diện trước những cái khó khăn, những cái chướng ngại, thì có khi chúng ta bỏ dở, trở lui. Cho nên cái quyết tâm này đó, nó cũng là một cái yếu tố, một cái sức mạnh để cho chúng ta vượt qua những cái chướng ngại. Nếu mà chúng ta đã có những cái hoài bão, những cái mong muốn để đạt được đến những cái điều tốt đẹp, nhưng mà thiếu cái sự ý chí, thiếu cái tâm, thì nó cũng không đạt được những cái quả bão đó. Cho nên là lập có những cái tác ý, những cái mong muốn rồi, nhưng mà phải có cái sự quyết định, quyết tâm để mà thực hành, để đạt đến cái hoài bão, cái mong mỏi, cái điều tốt đẹp đó. Cho nên á, là cái dục như túc nó là gì, là cái pháp dục, tức là chúng ta nỗ lực để mà thực hành những cái pháp tốt đẹp, thiện lành. Rồi nếu mà chúng ta có cái hoài bão, có cái mong muốn để thực hành, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự quyết định mạnh mẽ đó,
thì chúng ta sẽ không có làm được cái thực hành được cái hoài bão đó. Thành ra trong đời sống thì sao, người ta có rất nhiều những cái niềm hy vọng, những cái hoài bão tốt đẹp, nhưng mà đó thật sự ra những người mà đạt được cái hoài bão, những cái điều mong muốn tốt đẹp đó, là rất là ít. Tại vì sao? Tại vì một phần cái ý chí, cái quyết định mình không có đủ mạnh. Khi mà chúng ta gặp những cái phong ba bão táp hay là tám ngọn gió đời, rồi chúng ta gặp những cái chướng ngại trong nội thân, như là những cái phiền não nè, rồi những cái ốm đau bệnh tật nè, nó xảy ra, nó cũng là một cái chướng ngại, nó gây trở lực cho chúng ta. Rồi trong đời sống, cái thời tiết, rồi vật thực, rồi những cái điều kiện hoàn cảnh xã hội, nó không có thuận lợi tốt đẹp, thì không, nó sẽ làm những cái chướng ngại làm chúng ta không vượt qua được. Mà nếu mà ý chí của mình không kiên cường, không dũng mãnh thì sao? Thì bắt đầu chúng ta trở lui, bỏ dở cái công trình, cái hoài bão, cái sự là mong muốn nỗ lực thực hành những cái điều tốt đẹp. Cho nên á, cái tâm như ý túc ở đây đó, để chỉ cho chúng ta có sự đầy đủ, có đầy đủ sự quyết tâm, có một cái ý chí dũng mãnh kiên cường, có một cái quyết định vững vàng không lay động trước tất cả những cái chướng ngại, những cái khó khăn, những cái trở lực trong cái việc mà thực hành giáo pháp, thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu mà chúng ta chưa có những cái ý chí hay là những cái quyết tâm của mình chưa có đủ vững mạnh thì sao, thì chúng ta sẽ bỏ dở. Thành ra đó, trong nhiều kiếp sống mình cũng có học, có tu đó, nhưng mà sao mình còn giải đãi dễ vui bởi cái ý chí, cái quyết tâm mình nó chưa có dũng mãnh, cái quyết định của mình nó chưa có kiên cường, cho nên mình cứ thi nhưng mà mình bị rớt hoài. Trong cái đời sống hiện tại là khi mà có Đức Phật ra đời, hàng ngày Đức Hòa Phật cũng dùng cái tệ nhãn quan sát, nhưng mà vì mình cũng còn dễ vui, chưa có nỗ lực để mà thực hành tròn đủ, cho nên mà đến hôm nay mình cũng còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử. Cho nên cái yếu tố mà tâm như ý túc ở đây đó là mỗi người trong chúng ta phải dung bồi, chúng ta phải thấy được những cái điều tai hại, những cái khổ đau do những cái phiền não, rồi chúng ta cố gắng thoát ra khỏi cái sự khống chế của phiền não. Ví như bây giờ cái người mà nghiện thuốc lá nè, hay là cái người nghiện rượu, vì họ không có thấy được, không thấy được là cái những cái chất độc từ trong cái thuốc lá nó sẽ đem đến bệnh tật, những cái chất độc ở trong cái rượu đó, nó có thể gây tổn hại khổ đau đến sức khỏe, đến tinh thần, đến nhân cách của mình. Cho nên nó chính vì những cái dễ vui này, có đôi lúc bị những cái cơn đau hoành hành thì họ cũng nguyện thôi kỳ này bỏ thuốc, thôi kỳ này không uống rượu nữa. Nhưng mà sao, rồi cái khi mà bệnh tật độ nó thuyên giảm
Mình đã bắt đầu thấy bạn bè và sao và không vượt qua được những cái cám dỗ, không được vượt qua được những cái cám dỗ của thuốc lá, của rượu, cho nên á, cho nên là rơi rớt này, hút thuốc trở lại, uống rượu trở lại, đó. Cho nên á, nếu mà một người khi mà có cái ý chí, có sự kiên quyết một cách mạnh mẽ, thì sẽ vượt qua rất nhiều người cũng nghiện thuốc đó. Như cái trường hợp mà ngài Hòa thượng Pháp Lạc, ngài cũng kể lại cái câu chuyện mà ngài bỏ thuốc, ngài thấy được cái xấu xa, cái điều tai hại của cái vấn đề mà hút thuốc, cho nên là ngài cũng có cái chí nguyện kiên cường, ngài nhất định là không bao giờ cầm tới cái điếu thuốc nữa. Đó. Thành ra đó, sư cũng có quen nhiều vị, quý vị biết là thề thốt trước trước Tam Bảo rồi kia nọ nguyện dữ lắm, nhưng mà sao? Tại vì cái quyết định độ mình á, cái ý chí, cái nỗ lực mình nó không kiên cường, cho nên là khi mà ngồi gần nghe mấy vị khác mà hút thuốc thì cái tham muốn, cái thèm muốn của những cái mùi thuốc đó, nó gây là cái bắt đầu gây sao hút thuốc trở lại, hút thuốc trở lại cái rồi mới nói chứ sao ông ẩm mà nghe ông nguyện rồi dữ lắm mà sao bây giờ hút thuốc trở lại, tại mấy ông rủ hoài, tại mấy ông rủ hoài ra thôi hút lại cho nó hút một chút mà cũng lại hút ít lắm. Thành ra đó, từ những cái đơn giản thôi, những cái đơn giản, những cái pháp tầm thường thấp thỏi, nếu mà chúng ta không có những cái nỗ lực, những cái ý chí kiên cường trước các cái cám dỗ của tham, của sân, của si, những cái triền cái, những cái chướng ngại ở trong nội tâm mình, thì dù là cái công việc nhỏ nhất, để vượt qua những cái đời sống chúng ta, thì chúng ta cũng không có vượt qua được nó, thì làm sao mà mình đi đến được những cái thành công cao quý tốt đẹp hơn. Cho nên là khi mà chúng ta có một cái chí nguyện, một cái hoài bão rồi đó, thì chúng ta cũng phải cần có một cái sự quyết tâm, một cái quyết định mạnh mẽ, nỗ lực để mà vượt qua tất cả những cái trở ngại đó, thì chúng ta mới đi đến thành công. Cho nên là Đức Phật có ví như cái số người đi tu á, thì cũng nhiều á, đông như là cái số lông của con bò đó, nhưng mà đó, những người mà đạt đến cái sự giải thoát á, thì ví như cái sừng bò. Thành ra đó, hay là những cái câu pháp cú mà Đức Phật mới nói xong, số rất ít người vượt qua đến bờ bên kia, phần đông á, chúng sanh xuôi ngược bờ bên này. Chính vì chúng ta còn ngại khó, còn ngại khổ, đó, chúng ta chưa có sự ý chí quyết định một cách mạnh mẽ kiên cường, cũng muốn qua bờ bên kia lắm chứ, mà thôi trời ơi, nước chảy xiết quá, bị lạnh quá, trời ơi, tôi bơi tôi còn yếu lắm. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cũng còn giải đãi dễ vui, là sao? Chúng ta còn chạy tới chạy lui, xuôi ngược cái bờ bên này, là sao? Khi mà gặp những cái chướng ngại phiền não khổ đau thì mình khóc lóc, ôi trời ơi, khổ quá
khổ quá, không biết tới chừng nào mới hết khổ. Nhưng mà sao? Mình chưa có cái ý chí kiên cường mạnh mẽ để đương đầu với những cái khó khăn, để vượt qua những cái trở lực, thì chúng ta sẽ còn phải chịu những khổ đau. Cho đến khi nào chúng ta ung đúc dung bồi cho chúng ta có được một cái sự quyết tâm, một cách kiên cường mạnh mẽ, một cái quyết định không lay chuyển, thì chúng ta sẽ đi đến thành công. Thì qua cái phần thứ ba, tức là dục tâm như ý túc, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và cũng mong là qua phần này thì trong mỗi chúng ta sẽ tự phản tỉnh, xem xét lại cái ý chí, cái quyết tâm của mình có dũng mãnh chưa, có mạnh mẽ chưa, để trở thành cái quyết định độ Atthit Parami. Thì khi nào mà chúng ta đã có một cái quyết định mà một cách mạnh mẽ, dũng mãnh, thì chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại và chúng ta sẽ đạt đến thành công. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe và có một cái ý chí kiên cường ngay trong ngày hôm nay để vượt qua trong cái sự tu tập của mình, để đem đến một cái kết quả tốt đẹp. Và từ đó đó thì chúng ta càng dung bồi, càng ung đúc cái ý chí của mình mạnh mẽ hơn, để vượt thoát ra những cái sự khống chế, cái mãnh lực xài xử của phiền não. Thì khi nào mà chúng ta thoát ra được nó, thì chúng ta sẽ được an vui. Và với phước báo này kính cầu mong chư Tùng Đức Pháp Thể Ca Ngang, và kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Cũng chúc tất cả cầu mong quý vị an vui và tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Thầy Giá. Và bây giờ thì xin mời kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bố Thầy Giá. Và xin mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, nguyên như xin mời đạo tràng có thể có những câu hỏi đối với sư về bài học hôm nay. Dạ, nguyên như có thể mời Quan Phan và Sa Thú Quan Phan. Nguyên như xin kính mời chị Nguyên Trang làm MC của đêm nay. Dạ, xin mời ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Sức quan ơi, không biết là có nghe được không ạ? Dạ, Nguyên Trang thấy bàn tay của sức quan nhưng mà không có thấy tín hiệu. Dạ, chắc bị kẹt nít rồi. Dạ, kính chạy ra vô lại. Và trong khi chờ đợi Sister One và Nguyên Trang, kính mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi
Tại vì thời gian mình cũng còn nhiều trong không khi trong khi chờ đợi xuất quân. Dạ, em đã thấy bàn tay của chị Kim Dung, em kính mời ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Minh Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin sư giải thích cho con có một cái thắc mắc nho nhỏ như vậy ạ. À, mình đang học đây là tứ như ý tốc, thì có phải tứ như ý tốc này á, mà khi phát triển á, thì sẽ thành tứ thần túc hay là bốn thần túc? Tại vì con đọc ở trong cái kinh Đại Bác Niết Bàn thì con thấy có bốn thần túc, thì mình phải Đức Phật, Đức Bồ Tát phải tu đến bao nhiêu và tu đến như thế nào thì tứ như ý túc này trở thành tứ thần túc? Dạ, con kính thỉnh sư giảng giải giúp cho con được hiểu hơn về cái bài pháp mà kinh Đại Bác Niết Bàn ạ. Dạ, con kính thỉnh sư ạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Cái tứ thần túc này, cái tứ gì ý túc á, nó còn gọi là tứ thần túc. Thì thường thường á là sao? Hồi đó là người ta cứ nghĩ là những vị thần á, thì ta có những cái sức mạnh siêu nhiên, người ta sẽ đạt được những cái điều mà cái phàm nhân mà khó có thể thể làm được, hoặc là cái khi mà một cái vị mà tu tập thiền định rồi đó thì phát triển những cái thần thông. Mà muốn mà đạt được các cái tầng thiền này thì mình phải có cũng có đầy đủ bốn cái tứ nhị túc này, để mà mình chính đạt được các tầng thiền, ta từ các tầng thiền sắc giới cho đến các tầng thiền vô sắc. Thì khi đạt đến những cái tầng thiền vô sắc rồi đó thì mới phát triển được thần thông, tức là có thể là đi trên mặt nước, đi trên lửa, có thể đi ở trên hư không. Cho nên là những cái vị mà có thần thông rồi, nói sao có khả năng mà bay lên để mà sờ được cái mặt trăng đó. Vì ở đây đó, tức là chúng ta phải có được đầy đủ, như ý túc đây là phải đầy đủ cả bốn cái phương diện, tức là cái ý, cái hoài bão, cái mong muốn, rồi sự nỗ lực tinh tấn nè, rồi phải có cái ý chí kiên cường, ý chí kiên cường dũng mãnh, rồi cái trí tuệ nữa, đó có bốn cái đầy đủ bốn cái này đó thì chúng ta sẽ trở thành gì, từ cái người phàm nhân trở thành một cái gì mà có những cái siêu nhiên, vượt ngoài những cái năng lực của phàm nhân, về thần thông rồi kia nọ chẳng hạn, để đạt đến những cái thánh đạo thánh quả, đạt đến những cái tầng thiền rồi kia nọ đó. Mà muốn có cái hoài bão muốn đạt được những cái này thì sao? Chúng ta phải thực hành đầy đủ, thì chúng ta sẽ có được cái tứ nhị túc hay là tứ thần túc. Thì xin giải đáp cho cô Hồng Thị Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng.
Dạ con đã thấy chị Kim Nhung. Kính tri ân sư ạ. Xích Quanh Nguyên Trang rồi. Nguyên Trang thấy bàn tay của Xích Quanh Nguyên Trang mời nha. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, con xin sám hối. Cái mạng bên con dạo này nó cứ bị rớt hoài, thành ra nó rớt con cũng không có hay luôn. Dạ bây giờ con xin hỏi lại ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con kính chào quý đạo hữu. Dạ sau đây con kính xin sư cho con xin hỏi. Trong cái bài giảng Tâm Như Ý Túc mà sư mới vừa giảng qua, thì trong đó con có nghe sư giảng tám ngọn gió đời. Vậy thưa sư, tám ngọn gió đời là như thế nào? Và nó có ảnh hưởng đến việc tu tập của Phật tử chúng con không? Thưa sư, xin sư giải thích cho con được rõ ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin xuống mic. Thì ở trong đời sống chúng ta đó, chúng ta hay bị những cái những tám cái ngọn gió đời này là gì? Được lợi mất lợi, được danh mất danh, khen chê, hạnh phúc đau khổ. Đó, chính những cái tám cái ngọn gió đời này đó, nó làm cho cái nội tâm mình không bao giờ mà yên ổn. Hay là có nhiều vị nói vui vui gọi là bát phong thần trưởng. Bát phong thần trưởng của phiền não. Nó cứ làm cho cái tâm mình đó, nó dao động hoài. Trước những cái phiền não của thế gian. Khi mà mình được lợi thì sao? Mình vui mừng hoan hỷ. Rồi cái tâm mình nó cũng bị sao động, chấn động rồi cái nọ. Khi mà mình được lợi rồi đó thì sao? Mình cảm thấy mình tự hào. Trời ơi, tôi giỏi ghê không? Tôi có phước ghê không? Thế này thế khác. Rồi cái khi mà mất lại, mình gặp thất bại, hao hụt về tiền của tài sản, thế sao? Cái mình đau khổ. Khi mà mình được lợi mà mình vui mừng hoan hỷ bao nhiêu, thì khi mà mình mất lợi thì khổ đau bấy nhiêu. Đó, thì khi mà mình đạt được cái điều mong muốn, mình hạnh phúc bao nhiêu, thì khi mà cái hạnh phúc nó trôi đi thì mình cũng khổ bấy nhiêu. Cho nên chúng ta phải hiểu biết được, khi mà chúng ta vui mừng lừng lẫy trước được cái sự thuận lợi tốt đẹp, nó cũng là một cái phiền não. Rồi khi mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh không tốt đẹp, không thuận lợi đó, chúng ta sầu bi khổ u não, buồn rầu khóc than, nó cũng là phiền não. Từ đó mình mới thấy rằng trong cuộc đời không ai mà hoàn toàn hết trơn á, không có ai mà hoàn toàn mà thành đạt hết, mà cũng không ai có hoàn toàn thất bại. Chẳng qua là do duyên do nghiệp, đến lúc những cái quả lành nó trổ, thì người này sẽ gặt hái những cái thành công, những cái điều thuận lợi. Còn khi mà cái quả xấu nó trổ, thì người này phải chịu những cái thất bại, những cái khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết cái quy luật rồi đó, thì sao? Thì trước cái thành đạt đó, trước cái hạnh phúc đó, mình cũng không có tâm mình cũng không bị chấn động.
mình cũng không có cống cao ngã mạn lình lẫy khoe khoang thế này thế khác. Rồi khi mà mình rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn chướng ngại, những cái sự thất bại rồi bệnh tật khổ đau á, mình cũng không có quán trách, mình không buồn rầu uất ức khổ đau. Thành ra đó, ta mới nói theo cái tiểu thuyết của Kim Dung ấy, thì nếu mà chúng ta muốn mà đối trị với Bát Phong Thần Chưởng thì phải có gì? Phải có Như Lai Thần Chưởng. Có Như Lai Thần Chưởng để đối trị lại với Bát Phong Thần Chưởng. Nói vui vui như vậy, chúng ta phải thấy cái pháp ở đây đó. Chúng ta phải học những cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta phải có cái sự tu tập. Chúng ta hiểu biết về nhân quả, rồi chúng ta hiểu biết được những cái định luật ở trong nhân tâm mình. Thì khi mà mình những cái trường hợp mà nó đến với mình thì mình sẽ biết được do cái nhân nào mà đưa đến cái quả này. Thì khi mà chúng ta mà hiểu biết như vậy, cái nội tâm mình nó không bị chấn động, nó không bị đau khổ, cũng như nó không có sanh những cái cống cao ngã mạn. Mình giữ cái nội tâm bình thường, tại vì là Như Lai nó đến như thế nào thì rồi nó sẽ đi như thế đó. Đó, thành ra nói vui vui là hả bị Bát Phong Thần Chưởng thì phải luyện Như Lai Thần Chưởng để đối trị nó. Tức là khi mà mình biết rồi đó, mình giữ cái nội tâm mình an ổn trước những cái thay đổi, những cái sanh diệt của các pháp, do nhân do duyên đến lúc nó hiện khởi, rồi cũng có do nhân do duyên đến lúc nó diệt đi. Nó đến như thế nào thì nó đi như thế đó. Cái chuyện đó là chuyện của các pháp. Chuyện của mình là mình phải ráng mình giữ một cái nội tâm an ổn quân bình, để mình không bị lôi cuốn trước các pháp thế gian, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ. Mình biết cuộc đời nó là vậy đó. Không, khi nào mà cái quả lành, cái thiện đến lúc nó cho quả, nó tốt đẹp thì sao? Thì lúc đó mình không có xui rủi. Không có xui rủi. Mà khi mà khổ đau xui rủi nó tới thì tại vì cái duyên nghiệp của nó đến lúc nó trổ quả, mình phải chịu thôi, chứ giờ mình đâu có tránh né. Mà giờ cho dù mình có khóc lóc uất ức buồn rầu khóc than đi chăng đi nữa thì cái khổ đau nó cũng vậy thôi. Mà mình càng buồn rầu uất ức khổ đau càng nhiều chừng nào đó thì sao, nó nhân cái sự khổ đau đó lên gấp bội. Tức là vừa khổ đau ở trên cái vật chất, cái thân thể này, mà rồi á, cái tâm của mình nó cũng bị bấn loạn, khổ đau nó dao động một cách mãnh liệt nữa. Đó, cho nên á, là khi mà chúng ta đối diện trước các pháp thế gian thì chúng ta phải có sự cố gắng nỗ lực giữ được cái tâm ổn cố quân bình, thì lúc đó chúng ta sẽ có an ổn. Mà muốn có an ổn này đó thì mình phải không? Mình phải có sự học hiểu, tìm hiểu một cách tốt đẹp, rồi mình có một cái nội tâm vững vàng, một cái ý chí mạnh mẽ để đương đầu với các chướng ngại của phiền não, thì chúng ta sẽ có sự ổn cố. Thành ra đó, muốn mà vượt qua đó,
muốn vượt qua bát thông thần trưởng thì phải ráng mình luyện tập Như Lai thần trưởng để mà đối trị với nó. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của Quỳnh Phan, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy Quỳnh Phan kính tri ân sư Dạ con cũng kính tri ân những lời giảng dạy của sư. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con thấy bàn tay của sư đúng không sư? Dạ con kính dâng mic lại cho sư phát thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ không biết mọi người có thấy bàn tay của sư Pháp Thanh không ạ? Dạ con thấy. Dạ con thấy, con không, sư Pháp Thanh còn nghe âm thanh của con không ạ? Ồ không thấy. Ồ kể chắc cái máy của con. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng nè. Con không biết là, dạ con kính mời đạo, dạ con thấy nha. Bàn tay của anh Mỹ, dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Phật Bảo, con kính đảnh lễ Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Tăng Bảo. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính chào đạo tràng. Dạ con có cái hiểu như vậy, xin sư chỉ dạy ạ. Để cho hành giả chúng con có ý chí kiên cường và mạnh mẽ để mà tinh tấn tu tập, để mà thoát ly tam giới này, thì theo con hiểu là hành giả cần phải có tàm quý, mà để có tàm quý thì hành giả cần phải hiểu cái sự tai hại của những pháp bất thiện, càng hiểu cái sự tai hại của nó càng liễu tri và hiểu thật rõ được cái sự tai hại của những pháp bất thiện này đó, thì hành giả nó sẽ có được cái cường độ của tàm quý, nó sẽ tăng trưởng, càng hiểu được và cái tai hại của các pháp bất thiện thì cái sự tăng trưởng của tàm quý sẽ được tăng trưởng, và cũng nhờ đó hành giả sẽ sợ hãi và muốn thoát ly, tại vì nhìn thấy được những cái pháp bất thiện này nó sẽ cho quả khổ đau và nó sẽ kéo hành giả luân hồi trong tam giới này và không có sự giải thoát. Thành ra càng có cái tàm quý, càng có sự sợ hãi và muốn giải thoát thì hành giả cái đó sẽ nâng cao cái ý chí của hành giả mạnh mẽ thêm để mà thoát ly những pháp bất thiện đó. Thì cái đó là sự hiểu biết của con như vậy, và kính kia chi ăn sư và kính sư giảng dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Khi mà chúng ta chưa có phân biệt rạch ròi giữa cái tai hại và cái lợi ích thì chúng ta có nhiều khi chúng ta chưa có cái ý chí kiên định để thực hành các cái thiện pháp, chưa có cái cảm thấy là ghê sợ kinh tởm đối với các ác bất thiện pháp. Thì sư nói đơn giản, cái hồi mà mình còn nhỏ đó, trời ơi, đi học hay là có nhiều khi mà có dịp nghỉ đó, là mình đi tắm sông, đi tắm sông rồi sao, móc bùn chọi lộn với nhau,
À, mình nghĩ cái đó là cái trò vui, nhưng mà mình đâu có thấy, mình thấy đâu có thấy tai hại. Về cứ bị đòn, cứ bị đòn, bị sự ngăn cấm hoài. Mình thấy ủa sao kỳ hết á, sao mà cứ người lớn cứ cấm đòn, không cho đi tắm sông. Mà mình thấy cái trong cái trò vui của cái thế gian đó, nhưng mà nó ẩn chứa những cái mầm mống, những cái hậu quả khổ đau. À đó, tắm xong đâu có về, một hồi đó bị đuối nước. À, bị đuối nước, à chết, thấy không? Rồi móc bùng chọi lộn, có khi bùng nó vô trong con mắt rồi này kia nọ, đủ thứ chuyện hết. À, bùng thì nó kèm theo những cái chất dơ bẩn. À, đó rồi á, bị những cái con virus, những con vi trùng nó xâm nhập, thấy không? Nó đầu đưa đến bệnh. À, về chọi lộn bùng vô con mắt, về mắt nó đỏ cà. À, kìa đủ thứ chuyện hết, mà mình không thấy cái điều đó là cái tai hại, mình cho cái đó là cái vui. À, mà khi mà bị người lớn rồi, cha mẹ ông bà rồi ngăn cấm, thì mình nói là cái đó, cái tự nhiên cái vui của chúng ta, cái vui, cái thích thú của chúng ta mà ngăn cấm, không? Mình không có từ bỏ. À, cho đến khi trong cái nhóm bạn có một hai đứa đó, mà nó bị chết đuối, thì lúc đó mình mới sợ, nhưng mà cũng chưa từ bỏ hẳn á. À, trời ơi, thôi nguy hiểm quá, thôi không tắm, không có không ấy nữa. Nhưng mà sao, rồi một thời gian nè, chừng vài ba tuần, à vài ba tuần nè, thì cái sao bị lôi cuốn. À, trưa nắng nóng mà thấy mấy đứa nó leo lên cái cây, nó nhảy xuống sông đùng 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 á, nó lội bơi lội dưới vui quá. Rồi lúc đó là sao, quên đi cái hình ảnh của cái đứa bạn mà nó bị chết đuối. À, cho nên á, cái phiền não ấy, nó còn lôi cuốn mình bởi cái ý chí, cái quyết định của mình chưa dũng mãnh, mình chưa có cái tàm quý, chưa cảm thấy ghê sợ trong các cái pháp dục của các cái dục lạc, các cái ham muốn của thế gian. À, cho nên á, là lúc đó đó mình dễ vui, mình quên đi. À, hồi mình thấy nó này kia đó là mình sợ, nhưng mà cái một thời gian cái nó phôi phai, cái mình quên đi. À, mình gậy lại ấy nha. Đó, thành ra biết bao nhiêu người ta đưa ra những cái hình ảnh về cái tai hại của vấn đề mà hút thuốc. À, hút thuốc có thể là bị ung thư dòng họng, ung thư phổi. À, mỗi một điếu thuốc là một cái cây đinh đóng hòm. Nhưng mà sao mấy người mà ghiền thuốc họ đâu có sợ, tại vì cái vô minh, cái phiền não của họ nó còn quá mạnh đi. À, trước cái tàm quý chưa có cảm thấy kinh cảm ghê tởm ghê sợ. À, cái chất độc của thuốc. À, cho nên á là khi mà chúng ta học á, thì chúng ta phải dung bồi gì, dung bồi cái nội tâm của mình. À, rồi chúng ta phải suy tầm đến lợi và hại. À, những cái điều tốt đẹp, những điều nào tai hại. À, chúng ta phải phản tỉnh, phải xem xét. À, rồi mỗi ngày mình dung bồi cái ý chí, cái quyết định của mình, dung bồi cái tàm, cái quý của mình. Đó, thì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, khi mà nó trở thành một cái sức mạnh, một cái mạnh mẽ, kiên cường, à, thì nó mới vượt qua được. Chứ còn không á, kệ bệnh bệnh má vừa em hết bệnh là hút thuốc trở lại. À, kệ đó, thấy ai chết chết. À, chứ mình chưa chết không sao, cũng tiếp tục nhảy sông tắm nữa. À, thì do cái gì, do cái dục, cái tham muốn. À,
cái ham muốn, cái phiền não nó còn mạnh, nó lôi cuốn mình quên đi. Chừng nào mà cái trí tuệ rồi các cái quyết định, cái tàm cái quý mình á, nó đủ mạnh á, thì nó mới vượt qua được những cái dục của thế gian. Thì cũng xin giải đáp với chú Cận Sinh Nam và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy anh Mỹ, dạ kính tri ân sư, dạ kính cảm ơn anh Mỹ đặt câu hỏi. Dạ dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ kính mời đạo tràng có còn câu hỏi gì với sư không ạ? Dạ con kính mời mọi người. Dạ nếu mà đạo tràng không có câu hỏi thì con kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ kính thỉnh sư có thể cầm nút cho tụi con. Nguyên Trang thấy bàn tay của Huynh Thính Pháp. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ Nguyên Trang xin xuống. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và để tôn trọng cái giờ quý báu của buổi học ngày hôm nay đó sư, để tiếp theo câu hỏi của anh Kevin vừa rồi đó sư, thì con có một câu hỏi liên quan đến cái động lực đó sư. Dạ thưa sư, thì bây giờ thì rõ ràng là tụi con có tu học ở ngoài đó sư, nhưng mà đôi lúc chưa được cái một chút gì gọi là trên cái đường tu học được cái thành quả hay thành tựu gì đó sư. Nhưng thỉnh thoảng có cái sự bị giải đãi, bị phóng dật hay là bị phóng tâm đó, thì nhờ sư khai mở một số động lực, những cái yếu tố nào để có thể mà giúp cho chúng con có thể mà vượt qua cái nỗi khổ, cái niềm đau của chúng sanh bây giờ. Quả thật tụi con chưa có đủ một cái quyết định độ đấy sư, cho nên làm đôi khi công việc tu hành đôi khi nó còn bị nhiều chướng ngại hay là bị nhiều cái cản trở đấy sư. Cũng có thể nói là sư có thể truyền lại như lai thần chuyển của tụi con để tụi con vượt qua nỗi khổ được không sư? Dạ cô kính sư chỉ cho chúng con một số con đường để tu học. Cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trời ơi, cái biết kiếp này tiền là nó rất là khó, đâu phải dễ đâu. Sư hồi đó thì hồi còn đi học đó, hồi còn nhỏ đó, thì cũng thấy mấy bạn, lúc đó là mấy đứa bạn học chung lớp là nó ghiền cái ba cái tiểu thuyết Kim Dung dữ lắm. Nhưng mà sư thì sư lại không có thích ba cái tiểu thuyết đó nhiều. Rồi nói chung là có thời gian thì cũng có đọc, nhưng mà đọc chơi chơi vậy thôi, chứ còn không có ấy nhiều. Nhưng mà rồi vô tình là mình suy luận để mình thấy được thôi. Chứ còn trong đời sống thì chúng ta nói chung á, thì cái người cư sĩ tại gia thì cũng phải còn bận rộn với biết bao nhiêu công việc, những cái bổn phận, trách nhiệm trong gia đình cũng như là trong cái nơi mình làm việc trong xã hội. Cho nên là chúng ta còn vướng bận rất nhiều. Nhưng mà đó, nếu chúng ta muốn tu tập á, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực dung bồi một chút. Ví dụ mỗi ngày chúng ta ăn, bây giờ thí dụ mình nói cái ăn ngủ thôi. Bây giờ ăn là tôi phải ăn những cái món này, những món này, những cái món này thì phải có thêm, kèm thêm những cái gia vị như thế này, thế này, thế này mới được. Đó, thì sao? Mình còn bị trói buộc trong cái ăn. Còn ví dụ như bây giờ mình ngủ là phải cái phòng của tôi như vậy nè, cái giường này rồi phải mà máy lạnh máy liếc rồi như thế này thế này thế này đó, thì mình còn trói buộc trong cái vấn đề ngủ nghỉ. Mình tập làm sao á, kệ nó,
gì ăn cũng được, không cần phải phải nhất thiết là phải đúng cái món đó, rồi phải đúng cái gia vị, cái khẩu vị phải như vậy. À, rồi ngủ chỗ nào kệ, muộn mệt quá chỗ nào nằm xuống ngủ cũng được hết. À, để lần hồi gì mình thoát ra bớt. À, chứ còn á, có nhiều người à, hả, ăn mà không đúng như vậy á thì không được. À, ăn mà không ngon thì không ăn. À, cái tôi chỉ ngủ trong cái phòng của tôi thôi, đi lại chỗ khác ngủ không được. Đó, thành ra khổ đau ha. Đó, mình bị gì? Mình bị trước cái phiền não nó tấn công. Thì bây giờ mỗi ngày mình tập, mình tập bây giờ á, mình ngủ thì cái chỗ nào có cái chỗ ngã lưng à, nó an ổn mà ngủ được rồi, chứ không phải nhất thiết là phải cái như vậy như vậy như vậy. À, thành ra đó, chúng ta càng bị trói buộc dính mắc vào những cái tiện nghi vật chất càng nhiều à, thì chúng ta sẽ càng khổ. À, đó, thành ra đó, lần hồi mình muốn dung bồi cái tâm của an tịnh mình là sao, đó là mình phải thoát lần ra, thoát lần ra, thoát lần ra trước những cái dính mắc à, của tiện nghi này, của đời sống nè, rồi sao dính mắc đối với thân bằng quyến thuộc nè, đối với tài sản nè. À, đó, thành ra há mình khi mà mình cố gắng, mình nỗ lực, mình thoát ra tất cả những dính mắc à, mình giữ tâm an ổn à, thì sư giống như sư nói đó, à, mình càng giữ tâm an ổn quân bình trước đời sống nhiều chừng nào, mình chấp nhận tri túc à, đối với cái đời sống hiện tại, đối với điều kiện hoàn cảnh à, mình có được à, thì cái tâm mình nó sẽ an ổn quân bình à, hả, tâm mình an ổn quân bình á, là mình đạt đến cái Như Lai thần chưởng rồi đó. Mình sẽ chống lại cái bát không thần chưởng vậy thôi. Cái này mình ráng mình tập à, mình tập mỗi ngày, mình luyện mỗi ngày à, mình luyện cái nội lực của mình nó mạnh hơn à, thì sẽ đối kháng được với cái trở lực ở bên ngoài à, chỉ có vậy thôi. Giờ mình ráng mình tập thôi chứ không cách nào khác à, cứ mỗi ngày mình tập thoát ra một chút à, mỗi ngày mình vượt thoát ra cái sự dính mắc à, sự khống chế à, của phiền não à, thì mình sẽ được an ổn à, mà cái khi mà cái tâm mình nó càng quân bình an ổn càng nhiều à, thì mình sẽ an lạc à, thì cũng xin giải đáp với chú Thính Pháp và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ mô Phật sư. Con tri ân sư, lời giảng của sư rất là thâm thúy hàm xúc thưa sư, nhưng mà tiện đó cho con hỏi thêm tiếp tục trong câu trả lời của sư đó sư. Ở ngoài sinh hoạt của tụi con đôi khi có những cái đời sống tu tập có những cái phiền não căn bản đó sư, chẳng hạn mùa nóng quá chúng con mà ngồi giữa trời nóng trong phòng không có máy lạnh, hay là những nơi rùi mũi đó sư, ráng cái tâm thì đủ sức nhưng mà sợ bị heat stroke, tức là bị nóng sốt, là bị có thể bị chết, sợ bị sa đỏ đó sư, tại chúng con nghĩ rằng chưa có đủ ba la mật hay là cầu tứ nghiệp nó đến mà bất ngờ đó sư, tụi con không đủ cái định lực để mà đi vào cảnh giới tốt đẹp đó sư, cho nên phải quả thật nói là chúng con rất sợ chết sư. Mà sợ chết rồi sẽ bị sa đỏ thưa sư, đó là cái điểm yếu điểm của chúng con bên ngoài. Hay là trời lạnh quá đó sư, hay là lúc ăn mà ăn không đủ chất, tụi con cũng lo sợ sức khỏe bị suy giảm, mà suy giảm lại tu tập không có được, mà không được thì không có cái trí tuệ phát sanh, cho nên tụi con ở ngoài có nhiều cái nỗi băn khoăn, cái nỗi mà nó khó xử đó sư. Thì không biết là sư có thể làm khai mở thêm một số điều chúng con là sao vượt qua được, nếu có chết thì chết trong như thế nào thưa sư, còn nếu không thì chúng con rất là sợ hãi khi mà phải đối diện trực diện với những cái nỗi khổ niềm đau mà của đời sống hàng ngày đó sư. Dạ, kính sư giúp cho tụi con khai mở được những vấn đề này. Phật, cảm ơn sư ạ. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, khi mà chúng ta đó sợ hãi trước các cái điều kiện hoàn cảnh đó, là nó là một cái tâm phiền não. Không? Khi mà bây giờ á, giả dụ như trời lạnh, trời lạnh thì tại vì cái tâm mình nó so sánh, nó so sánh bữa nay lạnh hơn ngày hôm qua, bữa nay nó lạnh hơn ngày hôm qua, bữa nay nó nóng hơn hôm qua, hiện tại bây giờ nó nóng hơn hồi sáng. Tại vì cái tâm mình nó cứ so sánh mà so sánh đây là gì? Nó muốn được cái như thế này như thế này, cái tâm vọng móng, đứng núi này trong núi nọ đó. Cho nên là chính cái điều này đó, sao nó làm cái tâm mình cứ sao động, chạy theo trần cảnh hoài. Mình không chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại, cho nên mình muốn nó thay đổi, muốn nó như phải như thế này, muốn phải như thế kia, muốn nó phải như thế nọ, muốn nó phải thay đổi theo cái ý của mình. Là gì? Cái tà kiến nó sanh khởi lên. Mình muốn điều khiển các cái pháp, nhưng mà ở trong thế gian này làm sao? Pháp nó vận hành theo cái quy luật của nó mà. Tất cả các pháp là vô ngã, mình có điều khiển gì được hết. Cho nên á, chúng ta sợ hãi là vì chúng ta không muốn ở trong một hoàn cảnh bất lợi. Chúng ta có được một cái hoàn cảnh theo cái ý muốn của mình. Cho nên á, chính vì vậy mà chúng ta có sự khổ đau. Nếu mà cái cận tử nghiệp đến ngay cái tâm mà sợ hãi này á, thì chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới nó không được tốt đẹp. Cho nên cái này thì cái kinh nghiệm riêng bản thân sư thôi nha, chứ sư không có biểu quý vị phải thực hành theo. Bây giờ đó mình chấp nhận cái hoàn cảnh này và mình phản tỉnh, mình suy tư chân chánh về cái bây giờ đó, cái thời tiết bữa nay nó nóng thiệt, nhưng mà đó bây giờ những cái người mà ta ở châu Phi đó, những cái chúng sanh mà thiếu may mắn ta ở trên những cái đất nước mà nó ở ngay trên đường xích đạo, nó nóng hơn mình bao nhiêu lần. Đó quý vị đọc trên cái bản tin về thời tiết, quý vị thấy rằng cũng ở nước Mỹ, nhưng mà ở bên bờ Tây á thì nó rất là nóng. Đó, có những ngày mà ở tại Cali mà nó lên tới 40-50 độ, không? Đó, rồi giờ không lẽ mình bỏ xứ, mình bưng cái nhà mình chạy đi chỗ khác, thì mình biết rằng thì cũng có những ngày nó nóng thiệt, nhưng mà bây giờ không lẽ nó nóng vậy hoài. Nếu mà nóng hoài vậy ai chịu nổi, thì nó cũng có lúc những lúc cái buổi trưa thì nó lên cực điểm vậy, nhưng mà dần dần rồi cũng hạ nhiệt. Thành ra cái điều đó là cái điều quy luật vận hành của thời tiết, nó là tự nhiên. Thành ra đó, bây giờ nóng quá thì thôi mình có thể mình đi tắm, mình mở quạt máy, mở máy lạnh gì đó để nó hạ nhiệt xuống, nghe không? Mà nếu lỡ mà điện cúp mà nước không có, thì mình ngồi mình nhìn vào cái tâm mà nó cào nhào, nó rực rãi, cái tâm phiền não của mình. Khi mà cái tâm phiền não nó, cái tâm mà cào nhào, nó lắng dịu, thì mình thấy cũng nóng, nhưng mà nóng không bao nhiêu. Còn hả mà
Còn hả, mà mình để cho cái tâm mình nó cào nhào, nó rực rãi, phiền não à, thì mình sẽ thấy cái nóng nó nhiều lắm. Cái lạnh cũng vậy à, vậy đó. Cho nên á, hồi đó ở bên Miến Điện, mấy quý vị biết là ở bên Miến Điện mà cái tới cái mùa mà cái mùa nóng của Miến Điện á, trời ơi, nó nóng cũng kinh khủng, cũng dã man. Mà ở bển thì cái điều kiện mà quạt máy rồi đó, quạt máy thôi chứ đừng có nói tới cái gì khác, không có đâu. À, cho nên á là cái bữa đó cái tâm nó cào nhào, ôi nó quá ngu quá. Tự nhiên ở bên Việt Nam ở đi qua bên này chi cho nó nóng dữ vậy, kệ nó cứ cào nhào hoài, ngồi thiền cũng được. À bây giờ à, nóng quá mày ngồi cũng được, phải không? Sư mới lấy cái mền trùng vô trong cái mền á, lấy hai ba cái y da trái trùm lên nữa. Quý vị biết ở bên ngoài là nó nóng rồi, mà chung trong cái mền mà trùm hai ba cái bộ y á, nó còn hơn là chung ở trong cái nội sông nữa, thấy không? Đó rồi kê một hồi cho nó mồ hôi mồ kê cho nó nhảy nó tuôn ra đó, cái bắt đầu bỏ cái mền bỏ y ra thì sao? À bây giờ thì té ra cái nóng ở bên ngoài này á, so với hồi nãy mình chung ở trong cái chỗ đó, nó cũng vẫn dịu á, nó tốt hơn, nó mát hơn à, không có gì mà phải cào nhau hết à. Cho nên á là mình phải thấy rằng bây giờ cái hoàn cảnh hiện tại nè, tại vì cái tâm mình nó không chấp nhận cho nó khổ đau à, chứ còn mà khi mà một khi á mà nó rơi vào cái hoàn cảnh mà khốc liệt hơn á, cái bắt đầu nó ở vào cái hoàn cảnh đó thì nó sẽ chấp nhận đó. Đó thành ra cái pháp tu khổ hạnh của mấy ông đạo sĩ là sao? Trời nóng thì mấy ông hơ lửa rồi cho nóng, mà trời lạnh, trời càng lạnh thì xuống dưới sông tắm à, để chi khi mà trời mà nóng á, nhưng mà cái nóng ở ngoài thời tiết nó còn đỡ hơn cái nóng của lửa, thấy không? Rồi cái lạnh ở trên này vậy chứ mà nó còn ít lạnh hơn là chung xuống dưới cái nước, mà dưới nước mà nó đang gần nó sắp sửa đóng băng, thấy không? Đó mình đang á, khi mà mình lấy một cái hoàn cảnh á nó tệ hơn, khốc liệt hơn à, thì mình sẽ chấp nhận được cái hoàn cảnh hiện tại à, mà chỉ khi mà mình chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại thì cái tâm mình nó sẽ an ổn và mình sẽ không có giận mắm, không có mong cầu được cái này được cái kia. Khi mà nó chấp nhận rồi à, thôi vậy cũng tốt, đúng không? Bây giờ mình thèm mình đòi ăn là phải thế này thế kia thế nọ, phải những cái món như thế này, những thức ăn thượng vị như thế này, đúng không? Bây giờ nói bây giờ không có chén cơm nguội à, không có chén cơm nguội với miếng đường nữa thì đói. Thôi bây giờ mình ăn miếng cơm nguội với miếng đường này đỡ bữa nay, mình sống qua ngày nay rồi ngày mai mình kiếm cái khác à. Khi mà nó chấp nhận thì miếng cơm nguội với miếng đường nó vẫn ngon như thường, vẫn giúp cho chúng ta duy trì được cái thân mạng để sống à. Thành ra đó, chỉ có khi nào chúng ta chấp nhận à, với cái hoàn cảnh hiện có, chấp nhận với cái phước của mình hiện có à, thì cái tâm của chúng ta an ổn, thì chúng ta sẽ vượt ra khỏi những cái khổ đau à, chúng ta có sự cố gắng nỗ lực tu tập. Bây giờ trời nóng vậy không ráng tu tập mà bực bội mà sân hận, tới chừng mà rớt vô những cái khổ cảnh à, cái lửa của những cái sự khổ đau, cái phiền não, cái nhiệt não ở trong các cái cõi khổ nó còn gấp ngàn 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 lần cái sức nóng hiện tại ở thế gian này à. Khi mà mình suy tư chân chánh như vậy rồi đó, mình chấp nhận hoàn cảnh thì mình sẽ tu tập một cách an ổn, tâm mình sẽ được quân bình à, ổn cố. Thì cũng xin giải đáp chia sẻ với
cái sắc mặt của chú Thính Pháp. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, con đã thấy huynh Thính Pháp và kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng dạ kính tri ân sư Pháp Thanh. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ là bây giờ 10:36. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư. Dạ, con xin xuống mít ạ. Phavatu sabba mangalang rathang tu sabba devata sabba bhuta nu phave na sada sauti phavang tu te phavatu sabba mangalang rathang tu sabba devata sabba dhamma nu phave na sada sauti phavang tu te phavatu sabba mangalang rathang tu sabba devata sabba sangha nu phave na sada sauti và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ đề quá ta san. Dạ, con xin sám hối ạ. Ya deva ta san viti hara vasini tu ve kare puti kare ta hin ta thamma dane na pa wan tu pu chi ta so ting karo te ta vihara mandale te ra cha mat cha na waka na fit cha wo sara mikada na ta pa upu saka Gama cha desa ni gama cha insara sabba na puta sukita pavantu te. Chala puja ye picha anda sampava samse da chata atavu vapatika. Niyana kam thamma varang tap paticha te sabbe pidukha sakaro tu sankhayang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham mát tha ra ta bung ga la. Sang khô hô tu sa mắc gô sa an tha ya cha hít ta ya cha âm hê. Rakha tu sa tham mô sa bê bi tham ma cha vi nô vinh thinh. Sam ba tu ne ya ma tham ma vi yam ba vê di tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và đã tham gia thính pháp ngày hôm nay, và con kính tri ân quý cô chú Phật tử. Và con kính mong quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Ngày mai sẽ tiếp tục giờ giảng của sư Pháp Thanh. Và một lần nữa con kính tri ân quý sư, kính tri ân quý cô chú đạo hữu. Và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Và con kính tạm biệt đạo tràng. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sankhaya. Dạ, con kính tạm biệt đạo tràng.